Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án, con này là con Magic Balance. Dự án này thì sẽ phát khoảng 0,005 MGB. Dự án này thì mình có check cái website của họ thì đúng là có cái thông tin về iDrop này các bạn nhé. iDrop này thì đây, web thì cũng khá là ok để sử dụng Ethereum cũng như là Binance Smart Chain. Twitter thì ở đây mình cũng check Twitter, chính là cái Twitter này nhé các bạn nhé. Thì mình, các bạn sẽ ấn vào cái bot ở bên dưới để các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của mình để nhận coin free các bạn nhé. Thì mình sẽ để link bot ở bên dưới cho mọi người nhé. Đây, các bạn ấn vào continue cho mình, ấn start sau ấn continue nhé. Bây giờ là các bạn theo dõi Telegram này, các bạn ấn join. Quay lại đây thì các bạn vào phần ba gạch này nhé. Mọi người sẽ ấn vào setting, các bạn sẽ ấn vào edit profile, các bạn sẽ thấy cái tên của mình ở đây nhé. Thì mọi người sẽ đánh vào đây, hoặc là các bạn copy lại nhé. Đây là tên của mình nhé, còn tên của các bạn thì các bạn làm theo mình sẽ thấy tên của các bạn nhé. Đấy, một số bạn mới không biết cái gì vào cứ bình luận lung tung mọi người ạ, bực mình ghê cơ. Hôm qua có một số bạn vào lại, mình để một cái link này, để cái link ở bên dưới Facebook cho mọi người, link ở dưới video để cho mọi người ấn vào ấy. Các bạn ấy lại bảo là tại sao là không đăng cho cái link lên luôn mà lại còn bắt người ta là ấn vào cái link này link kia. Trời ơi các bạn ơi, ấn có một lần cái link mà các bạn còn không muốn ấn nữa. Trời ạ, cái gì các bạn cũng muốn là đưa đến tay của các bạn, đưa đến mồm của các bạn. Trời ạ, đâu mà có cái gì mà dễ ăn vậy các bạn. Các bạn phải đào, phải bới mới ăn được chứ. Cái lúc cầm lên ăn thì mới thấy ngon chứ. Thế bây giờ người ta đưa đến miệng, cái gì người ta cũng đưa đến miệng à, phải không? Đây nha, cái link ví dụ ở đây, Facebook người ta có cho, YouTube người ta có cho đăng dài cái câu trả lời ở bên dưới đâu mà đăng được. Đăng được thì mình đã để ở đây rồi, mình có bao giờ để cái link 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 rút gọn hay là link cái gì lên cái kênh của mình đâu. Trời ơi, thi thoảng nó bắt buộc không được thì mình mới phải để cái link. Thế mà cũng kêu được cơ. Tài thật. Bây giờ các bạn ấn vào đây phát là nó ra cái bài viết rồi. Thì một số bạn này bảo ra bài viết thì bây giờ phải làm như thế nào? Trời ơi, nó hướng dẫn như thế rồi mà cũng không làm được nữa. Thì bây giờ ra cái bài như thế này thì ấn vào đây một cái thì nó sẽ ra cái link câu hỏi, câu trả lời thì ở đây hết rồi. Câu 1, câu 2, câu 3 ở đây hết rồi. Copy dán vào đây, câu 4 đây, dán vào. Rep thì tên rep ở đây và tên rep Twitter thì ở đây nữa. Ở đây cái câu trả lời ở đây, cái link thì ở đây này. Hướng dẫn như thế rồi. Cái social media của nó thì ở đây hết rồi thì các bạn ấn vào theo thôi. Đấy, cái link này thì ấn vào đây và dán vào này. Đây, người ta ở cái câu này là what is layer 2 này, cut link thì ở đây câu trả lời ở đây. Đây, thì là câu 1 thì các bạn copy hết cái này. Dán vào đây. Phải không các bạn? Đấy, câu thứ hai thì nó là hỏi thì mình lại copy cái câu thứ hai ở đây. Dán vào đây. Đấy, hơi lan man một ít nhé các bạn nhé. Câu thứ ba thì ấn vào copy dán vào đây. Câu thứ 4 nó hỏi bao nhiêu, tổng cung bao nhiêu thì câu thứ 4 ở đây rồi. Đây. Copy đấy thôi, 5 triệu bao nhiêu đây. Dán vào đây nữa. Xong. Đấy, ấn agree. Sau đây nó hỏi là who is name, Telegram là giới thiệu bạn. Thì có ở đây sẵn ra rồi, copy dán vào. Nó hỏi là cái Twitter link mà giới thiệu bạn ở đâu. Copy dán vào. Đấy, ở đây thì Medium nhá, Telegram và Twitter link, iDrop các thứ nhá. Thì nó ở bên này có rồi, có link rồi thì các bạn cứ ấn theo thôi. Quá là đơn giản như thế mà lại bảo không làm được, anh không có hướng dẫn kỹ. Trời ạ, mình cũng không hiểu các bạn ấy đến đâu nữa. Kiếm tiền thì các bạn phải trang bị cho mình một ít kiến thức về điện tử hoặc là các thứ để mình có thể làm được chứ. Không phải mù mờ tự dưng mình vào tay không bắt giặc làm sao được các bạn ơi. Bực mình ghê cơ ấy. Nói sao lại bảo là thì làm như thế rồi ghét rồi không đăng ký nữa rồi này nọ. Ôi dồi ôi, các bạn ơi mình ghét nhất những cái bình luận như thế. Đọc xong á muốn nổi cái mụn đít lên luôn á. Trời ơi là trời. Thôi mình không nói lan man nữa, nói nhiều mệt lắm mọi người ạ. Các bạn không biết không ấy thì các bạn lên Google cảm ơn, các bạn search cho mình một cái thôi. Để lấy, để đọc những kiến thức. Mỗi hôm các bạn đọc một ít thì kiến thức các bạn một ngày nhiều. Nó khá là đơn giản luôn chứ không phải là gì khó khăn đâu. Những cái iDrop này là những cái là mình đi trước đón đầu đấy. Những cái dự án mới ra là mình hóng hớt đấy. Mình gọi là mình hóng hớt đấy. Mình đi truyền bá cái thông tin cho họ đấy.
họ bảo làm cái này thì mình làm theo đấy, đến lúc người ta phát coin cho mình free đấy. Đấy, đây là mình là những người hóng hớt đấy, chứ không phải là cái người đi kiếm tiền ấy đâu, cả đóng ra bóc lấy đâu. Mọi người cứ bảo làm xong thì nó về, làm sao mà cái ví của em chưa có, làm sao mà đã có, mới làm xong thì làm sao mà đã có nhanh vậy, để cho người ta xem xét rồi người ta cái dự án người ta lên sàn rồi cái người ta phải tính toán tổng kết rồi người ta phải trả được chứ. Tự dưng mình làm xong phát được có 1.000 đô trong túi làm sao nhanh vậy, 3 4 cái click mà có 1.000 đô có mà giàu à, phải không các bạn? Có những cái dự án chờ 2 3 năm nó mới được mà, mệt ghê cơ ấy. Nhiều lúc chắc là hôm nào em lùi lại em ơi, lùi lại ấy, em muốn phát cáu lên đấy, đang thì bực mình thì lại cái cửa tự động cứ đứng thù lù ngay ngăn nách nó làm sao nó bắt được, mà chui vào trước mặt nó bảo mặt tao đây này mở ra cho tao đi, thế thì nó mới mở chứ. Mẹ đã thế là còn bực mình, thôi không nói nữa các bạn nhé. Đấy là những cái bạn thật là không biết là các bạn suy nghĩ kiểu gì. Mình rất là ít khi mà lên bình luận và xúc phạm người khác hay là lên bình luận cái kiểu mà gái ngứa gạ người ta, không thích kiểu đấy, không thích thôi nách. Mình là cái tính của mình như thế, không thích thôi nách, ngay cả bạn lâu năm thế đã không chơi với nhau thôi nách luôn, xóa hết Facebook, xóa hết số điện thoại, xóa hết tất cả luôn, coi như đéo liên quan, như cho nhanh. Mình cũng thế, cái kênh nào mình thích thì mình vào mình xem mình ới mình á, không thích nách luôn, không phải bình luận làm gì mà cho nó mệt. Đấy, đã anh em đã ấy với nhau, đã kiếm tiền với nhau là phải hiểu. Có những cái dự án làm lòi cả đít ra nó không trả đúng phải chịu ấy. Mình làm free mà chứ có phải mình đầu tư hay cái thứ đó. Đầu tư cái thứ thì mình phải check kỹ, thông tin mình check kỹ, nhiều lúc còn bị người ta lừa ấy, cơm đến miệng con kéo còn rơi ra ngoài. Bực mình ghê cơ, hay không hôm nào chắc là phải livestream để mà trả lời cũng như là hướng dẫn cho các bạn, chứ không là cứ nói này với mọi người. Thật có người có bạn chỉ cần đưa cái link cho là các bạn làm được rồi, có bạn thì nói cả ngày luôn cũng không không hiểu ấy. Những cái dự án như thế này nhá thì cũng khá là đơn giản mọi người ạ, 2 3 cái click là xong. Mà các bạn ấn next này, theo dõi chuyên chờ và red chuyên lại pin post thì các bạn copy cái link, nếu mà các bạn chat ở trên này này thì các bạn chỉ cần ấn vào phát là nó ra link thôi mọi các bạn nhé. Như ở mình là mình chat ở trên Discord cho nên mình sẽ phải copy link đây, mọi người sẽ ấn vào đây, ấn follow pin post là những cái nó đây, nó ghi là pin twin này thì là những đây là những cái pin post. Các bạn ấn vào red chuyên cho mình một cái, vào đây thì mọi người sẽ ấn vào tên nhé, các bạn dán cái tên Twitter của mình thì các bạn vào profile copy lấy tên này. Như thế này là mình hướng dẫn ký rồi đấy mọi người nhé. Đó, next tiếp nha. Red, các bạn dán ví ERC20 hoặc là BEP20. Thì cái ví ERC20 và BEP20 thì là các bạn sử dụng ví ở trên MetaMask. Thì cái ví ở trên MetaMask là cái ví chung nha các bạn nhé. Một ví thôi, nhưng mà các bạn sử dụng mạng nào thì nó sẽ đi với mạng đấy. Ví dụ ở đây mạng Ethereum thì các bạn tích vào đây. Đấy, vẫn là cái số đấy phải không? 595A này. Các bạn sử dụng ví sàn mạng Binance Smart Chain thì các bạn tích vào đây thì vẫn là cái ví đấy. Đấy, cho nên các bạn copy lấy này. Dán bot cho mình nhé. Đấy, mình cứ hay khuyên các bạn là sử dụng ví ở trên MetaMask tại vì là nó tiện đấy. Các bạn sẽ nhận được 0,5. Đúng rồi. Bên lên xem nào. 0,05 MGB nhé, 0,05 MGB cho một rep nữa. How to claim. Xem nào. Mình đọc qua cái này một ít nhé. Đây chắc là cái ấy của nó thôi. Airdrop. Dịch nhá. Mình chưa hiểu thế nào luôn. Cài đặt MetaMask này. Nhấn vào nút MGB trên cùng. Đây hả? À cái website của nó này hả? À chưa chưa, sau này thôi. Sau này thôi mọi người nhá. Ok, sau này nhá các bạn nhá. Sau này mình sẽ làm video hướng dẫn cụ thể cho các bạn nhé. Bây giờ các bạn đăng ký iDrop cho mình đi nhá nhé.